Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, sứ điệp lời Chúa Chúa Nhật 28 thường niên chu kỳ 5B hôm nay dạy cho mọi người chúng ta cách thức dùng của cải đời này để đổi lấy sự sống muôn đời. Đó là rộng rãi, chia sẻ cho người nghèo kém may mắn hơn mình. Sở dĩ người thanh niên giàu có trong trang tin mừng hôm nay không được đời sống đời đời là vì anh ta không biết dùng của cải Chúa ban cho mục đích đó. Chúng ta hiệp dân thánh lễ hôm nay xin cho mọi người chúng ta biết dùng của cải Chúa ban ở đời này một cách hợp lý và quảng đại, để đem lại lợi ích và phần rỗi cho mình và mọi người. Với tâm tình tha thiết nguyện xin Thiên Chúa, kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đoàn hát ca nhập lễ.